Đúng vậy. Đúng không ạ? Rồi rồi, em hỏi đi. Từ hôm mà nghỉ học hôm thứ năm vừa rồi đấy em, cái là cháu lên trên mẹ nó cho nó ở hẳn trên đấy luôn rồi, ở hẳn từ hôm đấy chưa về nhà, ở với chỗ mẹ là vợ chồng nhà anh là ly hôn, thế là anh thì là nuôi cháu nguyễn hoàng bách, còn mẹ cháu thì là nuôi cậu anh thì đang ở trọ trên tiểu khu bệnh viện một. Thế lên lên chơi với mẹ từ hôm đấy, thế là thấy dịch giã thế này thì là học sinh không nghỉ học được cũng ở đấy với anh luôn, hai anh em ở đấy, thế là mới cùng với mẹ khóa cửa ở trong nhà suốt. Đang cách ly hôm đấy, thế là cháu từ hôm đấy là cháu chỉ có ở nhà thôi, không đi ra ngoài, mà đang ở cùng mẹ ở tiểu khu bệnh viện đấy. Thì là anh sẽ gửi số điện thoại của mẹ qua cho mẹ cháu qua cho em nhé. Thì là hai anh em thì anh học trường 84 cũng nghỉ học hết mà. Rồi rồi em. Sao hôm nay thằng cò làm sao chứ? F1. Ôi giời. Mà bây giờ bọn học sinh F1 mới nhiều nhá. Kinh thật đấy. Thằng cha kia đi trái đường ô tô năm chuyến phanh nhỉ. Lại ngu người. Mẹ tí không lắng ngay mà kia nó đâm cho mẹ vỡ mặt rồi. Bây giờ bọn học sinh F1 nhiều mà. Cứ mỗi ngày nhảy khoảng tầm 10 đến 15 ca là cũng mệt phết đấy. Mà toàn bọn học sinh, toàn bọn kiểu 14, 15 tuổi. Quả này là bao nhiêu chú? Quả này bây giờ là 400. Đắt hơn bình kia 100. Bình thấp 100. Con xe này đi cũng 3 năm rồi, thật hay. Ok, cái con xe kia là chú, hai con quay kia là chú mới lấy à? Mới lấy. Lấy ở đâu rồi sao? Lấy hàng tồn ấy. À, ý là nó rẻ hơn à? Không phải là rẻ mà xe sản xuất ra người ta chưa bán. Giữ lại chơi giờ người ta lại bán được giá thì người ta bán cho mình. Cái hai con đấy vào tiền? Giờ hơn 30. Hơn 30 à? Đặt thế cửa. Lúc mới nó có 17, 18 triệu mà. Kinh. Giờ nó toàn ra 110 chứ nó có ra cái đời đấy nữa đâu. Đây là 97 à? Lẹ, 16, 2016. 2016 là chưa đến 100. 100 khối. Thì tầm khoảng nó lại như con gem này đúng không? Ừ, nó không sản xuất nữa này. Thì nó mới lại đội giá lên này. Lại kiểu giống bố mấy bố gem thôi. Đấy. Cái đấy, cái này nó trên đấy dùng có cái cài không à, mẹ học sinh đi học thế là cái đứa 1A4 này nó lại
chơi với cái con cháu nhà cái thằng F0 ở trong vườn đào kia. Rồi thế này. Thế nó lại mang cái bột A1 này ăn cơm thế trưa này, ngủ trưa ở đấy. Thôi thế này. Thế nó nhọc rồi. Thế là nhọc rồi.